Xin chào các bạn. Để có một cái thực đơn hoàn chỉnh thật là không dễ. Và nó càng khó hơn nữa khi mà mình giới hạn cái khả năng kinh tế trong một cái phạm vi nào đó, thì nó sẽ càng khó hơn trong việc chọn lựa thức ăn. Nhưng mà nó vẫn phải đáp ứng được cái nhu cầu về dinh dưỡng. Là 2 ngày trước á, thì Duy có chia sẻ cái thực đơn của Duy, sẽ thực đơn của Duy lên trên cho các bạn xem, và cũng nhận được nhiều cái ý kiến phản hồi, và hầu như nhiều nhiều cái ý kiến nói là ồ, em sinh viên em không có điều kiện áp dụng thực đơn này. Thì tất nhiên trước khi chia sẻ thực đơn đó, Duy nó không phải là chia sẻ ra để cho anh em áp dụng, mà tại vì anh em có hỏi là Duy ăn như thế nào thì Duy chia sẻ Duy ăn như vậy đó. Và cũng có một một số ý kiến nói là ồ, vậy là anh xài thực phẩm với thuốc không chứ anh không ăn cơm. Đúng, Duy không ăn cơm. Duy không ăn cơm tại vì cơm á, Duy tốn tốn thời gian Duy làm. Và vả lại, cơm không phải là nguồn tinh bột mà Duy yêu thích nên Duy không ăn cơm. Còn á, nói xài thuốc á, thì Duy cam kết là trong thực đơn chả có cái viên thuốc nào cả. Chả có viên thuốc nào cả, tất cả chỉ là thực phẩm. Mà thực phẩm nó đến từ 2 nguồn, thực phẩm tự nhiên và thực phẩm bổ sung. Và hôm nay để gọi là chia sẻ với các bạn, mà nói là các bạn là sinh viên hay là các bạn có cái điều kiện kinh tế nó không thể nào đáp ứng một cái thực đơn đầy đủ như vậy, thì Duy cũng cố gắng thiết kế một cái thực đơn mẫu mà chỉ có 100 ngàn một ngày thôi, 100 ngàn một ngày. Nhưng mà không phải 100 ngàn một ngày này là ăn uống nó cực khổ lắm, ăn uống nó kiêng khem lắm, vẫn ăn xài thoải mái, vẫn vui chơi tung tăng nhảy múa, chả có vấn đề gì cả. Thì hôm nay Duy sẽ chia sẻ với các bạn cái thực đơn như vậy. Thì đương nhiên là cái thực đơn này nó rẻ thì nó phải có những cái khuyết điểm của nó, và bên cạnh những khuyết điểm thì nó cũng vẫn có những ưu điểm. Thì ưu điểm của nó là rẻ thôi, nó rẻ và nó vẫn đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu dinh dưỡng của mình. Và cái thực đơn này Duy chủ yếu là đi từ thức ăn tự nhiên, thì với 100 ngàn thì không thể nào mà thiết kế thực phẩm bổ sung vào đây nổi. Thì đi chủ yếu đi từ thức ăn tự nhiên, mà cũng là các món ăn dân dã Việt Nam mình thôi, chả phải khó tìm, rất là dễ có đó. Thì còn về cái quan điểm về cách chọn thức ăn và nên ăn cái gì, thì Di vẫn theo cái quan điểm của cái bài thực đơn lúc trước, đó là cái quan điểm là không nên ăn những món này, thế thôi đó. Đương nhiên là trong cái phần này thì có vi phạm một cái nhỏ, đó là sữa tách béo. Thì 100 ngàn thì khó mua sữa tách béo được, nên Duy thiết kế là sữa tươi nguyên chất luôn đó. Và cá thì cũng vẫn phải tuân thủ mấy con cá này thôi, chứ không phải là 100 ngàn là mình ăn đồ dởm. Không có, mình cũng ăn đồ xịn lắm á, cũng ngon lắm, tốt lắm, chứ không dở đâu đó. Và cũng theo ba cái nguyên tắc cơ bản này, không có sử dụng những cái này đó. Thì quay lại cái vấn đề chính là cái thực đơn của ngày hôm nay, thì cái khuyết điểm của cái loại thực đơn này thì nó cũng có một số khuyết điểm nhất định. Đó là các thức ăn này mình lấy từ tự nhiên, các thức ăn dưới đây mình lấy từ tự nhiên, đôi khi cái thông số nó không được chính xác hoàn toàn, nhưng nó có một cái sai số nhất định, nó có một sai số nhất định mà cụ thể là sai số của chất béo. Chất béo có thể là trong trong cái quá trình chuẩn bị thức ăn của bạn, cái khối lượng chất béo bạn nạp vào nó sẽ lớn hơn cái bảng phía dưới này. Nó thì đó là cái sai số, và do là thức ăn tự nhiên nên cái nó sẽ không được hấp thụ trọn vẹn, nó sẽ không được hấp thu trọn vẹn, và nó bị đào thải nhiều. Do đó thì cái chất của nó thì mình nhìn thấy mình ăn được 201 gram protein, nhưng mà thực chất nó cũng không tới được số này đó. Thì cái đó là cái hạn chế, nhưng mà mình ăn mình tính toán cho nó kỹ một tí thì cái hạn chế này nó cũng không phải là quá lớn. Rồi bây giờ mình đi vào chi tiết là thực đơn thể hình tăng cơ. Cái này tăng cơ nha, chứ không phải giảm cân nha, tăng cơ. 100 ngàn một ngày. 100 ngàn một ngày thì ăn sao đây? Cái thực đơn này thiết kế cho một người nam nặng 75 kg, tập tạ ở mức độ vừa phải là 3 tới 5 ngày một tuần. Đó. Và theo tính toán của cái bài tổng quan về BMR, cái bài này. Tính toán theo cái bài này. Đó, tính toán theo cái này thì người đó đó nó cần là cái khối lượng calo để cho phát triển cơ và duy trì cơ là 2450 calo, và cái thực đơn này cho mang về cho chúng ta là 2500 thì nó dư 50 calo, thì nó phục vụ cho việc phát triển cơ cho nó tốt hơn thôi, cũng không phải là số gì nó ghê gớm lắm đó.
Và cái mặt khác là do cái nguồn thức ăn chủ yếu là tự nhiên nên khối lượng chất béo tốt, cái khối lượng chất béo tốt không thể nào tính chính xác được, không thể nào tính chính xác được. Cái này là sai số rất là cao đó. Và cái này đó là Duy chia cho các bạn ăn theo tỷ lệ protein carbon fat. Protein carbon fat là 32, 5, 58 và 10. Tổng khối lượng chất xơ là 15. Mức đề nghị của WTO là 20 đó. Và cái khối lượng protein mang lại cho chúng ta là trong thực đơn này là 201 g protein, 365 g carbon hydrate và 27 g chất béo. Chất béo rất là ít nhưng thực tế có thể nó nhiều hơn. Và thời gian thì cũng chia nguyên tắc chia 6 bữa ăn một bữa, 6 bữa ăn một ngày, 3 chính 3 phụ. Cái đó là nguyên tắc cơ bản để thiết kế một thực đơn nó cho nó hấp thu cho nó tốt và nó không có áp lực cho cái hệ tiêu hóa mình nhiều. Và cái bữa chính cũng khá là hoành tráng, bữa chính nó không phải là ăn kiêng đâu, bữa chính này ha, mà thấy 300 g cơm trắng. Cơm trắng tức là cơm mà nấu rồi đó, bình thường thôi, đừng cơm nhão quá thì cân nó không chính xác nữa. Cơm bình thường thôi. Bạn bỏ lên cái cân á, bạn đem lên cái cân nhỏ nhỏ, bạn cân đúng 300 g bạn ăn, đơn giản. Thì với khối lượng này á thì nó cho mình được 6 g protein nè, tinh bột khá cao 63 g nè, chất xơ 3 g. Đó, bạn qua đây thì bạn thấy được cái hạn chế của cơm trắng nằm chỗ nào: hàm lượng tinh bột cao, hàm lượng chất xơ thấp. Nó hàm lượng tinh bột cao, hàm lượng chất xơ thấp, do đó nó không phải là cái nguồn protein mà nhầm không phải là cái nguồn carbon hydrate hay là nguồn tinh bột mà chị yêu thích. Và cái chỉ số GI nó cũng là tương đối cao, nó tương mà cái số GI tương đối cao thì ăn cơm trắng nó dễ mập hơn so với ăn mấy khác, đơn giản là vậy. Nên Duy trong thực đơn ngày trước của Duy là Duy không cơm trắng là như vậy, nhưng mà quan trọng là nó rẻ thì mình phải bỏ trong thực đơn này mình mới được 100 ngàn, chứ không thì nó không, không nó vi phạm cái vấn đề kinh tế. Nó rẻ đến mức mà chắc chắn Duy cho số này là hơi bị dư rồi đó, 6 ngàn đồng cho 300 g cơm trắng là nghỉ dư, cơm nó rẻ lắm. Nó không tới số ở đâu nhưng mà mình cho nó trừ hao như vậy đó chứ không phải là tính quá sát. Và cái món thứ hai là ăn 200 g lòng trắng trứng. Tại sao là 200 g lòng trắng trứng mà không là 3 4 cái trứng? Thì như nếu mà mình ăn 3 4 cái trứng đó, thì kinh tế mình sẽ không đủ và nó sẽ vi phạm 100 ngàn. Cái 200 g lòng trắng trứng này các bạn mua ở đâu? Cái điều rất quan trọng, 200 g lòng trắng trứng này các bạn mua tại các tiệm phở người ta sử dụng lòng đỏ trứng, người ta là người người ta nấu mà lòng trắng trứng hầu như người ta bỏ. Thì sáng sớm mình chạy lên một các tiệm phở là mình dặn: anh ơi, hôm nay đừng bỏ lòng trắng trứng, để lại cho em, tối em ghé em lấy hay là chiều em ra mua. Thì thậm chí người nào người ta vui vẻ người ta cho bằng luôn, người ta không lấy tiền nữa, người ta cho bằng luôn, người ta không lấy tiền. Nhưng thì còn nếu mà lấy đấy tượng trưng 5-10 ngàn một bọc to đùng, một bọc rất là to, mình cho nay 5 ngàn là hơi bị dư á. Bởi vì lòng trắng trứng mình xài tiết kiệm, mình phải xài kiểu đó. Và cái kiểu xài lòng trắng trứng như vậy là những vận động viên ngày xưa của Việt Nam mình cũng áp dụng rất là nhiều, tại vì nó rẻ và nó mang lại nguồn protein rất tốt. Lòng trắng trứng là nguồn protein rất tốt. Bạn để ý cái lòng trắng trứng không có một tí béo nào hết, không có một tí béo nào hết, nó chỉ là protein thôi. Nó và tinh bột, chủ yếu là có tinh bột, nó có được 2 g đường, chuyện đó cũng không có đáng ngại. Do đó protein từ lòng trắng trứng bạn nên sử dụng cái cách này thì nó sẽ rất là kinh tế. Thì Duy viết sơ ra để cho bạn nào không có nghe được âm thanh thì bạn sẽ nắm được. Lòng trắng trứng không bỏ dấu được nha các bạn, cây được. Lòng trắng trứng thì nên mua tại các tiệm phở á, có thể là dặn chủ tiệm phở bán cho mình. Thì thường là người ta bỏ thôi, người ta không có sử dụng cái này, họ không sử dụng đó. Nên gặp ông chủ vui tánh hay bà chủ vui tánh nào cái này người ta cho không luôn, người ta cho không luôn thì rất là kinh tế. Nhưng mà nói đi phải nói lại, ăn thì nó cũng hơi ngán đó. Cái lòng trắng trứng này về bạn làm bằng cách nào? Bạn về bạn bỏ trong một cái, có thể là bạn hấp cũng được, bạn hấp trong một cái tô hay cái bát á, cái tô hay cái bát tùy vùng miền. Bạn hấp trong đó, hấp cách thủy thôi, đun nước sôi lên hấp chừng tí là nó đặc lại, nó chín là ăn được. Hoặc là bạn có thể bỏ vào một cái bịch ni lông, bạn bỏ vào một cái bịch ni lông, bạn lấy dây thun bạn cột lại, xong bạn bắt một cái nồi nước lên, bắt cái nồi nước lên, mình bỏ trong đó, mình luộc là nó chín, xong mình tháo cái bọc ra, mình xắt ra từng miếng từng miếng từng miếng, ăn giống như là chả giò hoặc là chả lụa vậy đó. Đó, ăn như vậy đó. Có thể là bạn ngán bạn chấm một tí muối tiêu,
nó ngán thôi chứ 200 gram cũng không nhiều đâu. Bạn quan trọng là có cái cân á, bạn cứ ăn bao nhiêu bạn cân đúng cái khối lượng như vậy thì nó rất là chính xác. Mà kinh nghiệm của Di là 200 gram ăn không ngán, chưa tới mức ngán đâu. Và lòng trắng trứng ăn thì không ngán, chỉ có lòng đỏ ăn nó hơi ngán một chút. Đó là cái vấn đề tại mình sao mình dành nhiều thời gian nói về cái lòng trắng trứng này, vì nó rất là quan trọng và cơ bản ở Việt Nam mình nó có một cái nguồn rất là rẻ thì mình phải tận dụng cái nguồn đó. Rồi ăn ăn nãy giờ xong rồi giờ mình uống đi, nó 200 ml sữa tươi không đường, nhớ sữa tươi không đường nha. Mặc dù sữa tươi không đường với sữa tươi có đường giá nó bằng nhau nhưng mà không tội vạ gì nạp đường vô làm gì hết, không có tội vạ gì đi nạp cái đường đó vào đó, nên mình uống sữa tươi không đường cho nó tốt hơn. Thì 200 ml sữa tươi không đường thì nó cho được cái hàm lượng dinh dưỡng như thế này và giá nó cũng chỉ là có 5.000 thôi. Thì tóm lại một buổi sáng đầy đủ chất dinh dưỡng rất tuyệt vời, bảo đảm bạn chỉ dưới 16.000 thôi, không tới 16.000 này, không tới 16.000 nhưng mà cho là 16.000 thôi. Còn mà ra bây giờ bạn ra ngoài ăn một tô phở đi, bạn ăn một tô phở thì nó sẽ có hai cái hạn chế cơ bản sau đây. Thứ nhất là bạn ăn một tô phở bạn chả biết tô phở nó có bao nhiêu calo, chả biết có bao nhiêu béo, chả biết có bao nhiêu protein, chắc chắn không thể nào biết được, không có ai đi phân tích tô phở có nhiêu hết. Và cái thứ hai nữa, một tô phở chắc chắn nó rất là mắc, mắc hơn tô phở bây giờ bèo bèo cũng phải là hơn 20.000 một tô, nhưng mà ăn chả có cái gì để ăn hết. Chẳng có cái gì để ăn hết, làm sao bằng được 22 gram protein này, làm sao bằng được tổng cộng là 30 34 gram protein luôn, làm sao được, không cách nào hết. Một tô phở bò đi cho bạn cao lắm là nửa lạng bò, tức là 50 ml, 50 gram bò thôi, 50 gram bò thì ăn vô được chừng gần 10 gram protein là hết cỡ, không cách nào được. Mà thấy ăn phở không tốt đâu, ăn phở nó tính ra kinh tế rất mắc, nhưng mà tại vì mình mua tinh bột mình nuôi cho mình nuôi cơ thể, vì cái hàm lượng tinh bột giữ cho mình một cái cảm giác no để mình làm việc thì mình ăn đó thôi, chứ còn thật sự về dinh dưỡng thì phở chả có gì để ăn. Rồi bữa phụ thứ hai thì cũng tương tự, bữa phụ thứ hai thì cũng là tương tự thôi. Thì bữa phụ thứ hai là ăn vào lúc 9 giờ thì hôm nay mình sử dụng chuối. À, chuối rất rẻ, chuối già tội vạ gì không ăn, chuối già rất rẻ và chuối già cũng là một nguồn vitamin khoáng chất rất là tốt, đặc biệt là kali. Thì chuối già nó cũng 200 gram chuối già thì chỉ cũng có 4.000 đồng thôi, nó cho mình được gần 200 calo và quan trọng nhất là nguồn tinh bột nó tới 46. Và cái món thứ hai là cá ngừ, nó mình ăn toàn đồ ngon không, nhưng mà cá ngừ này thì nếu nếu có điều kiện các bạn mua cá ngừ nó to một tí, đừng nhỏ quá, mua cá ngừ nó to một tí. Và có điều kiện nữa thì nên ăn cá ngừ đại dương đó, cá ngừ đại dương thì nó sẽ nạc tốt hơn so với mấy con cá nhỏ nhỏ bán ngoài chợ. Mấy con cá nhỏ nhỏ bạn mua về bạn còn phải dính cái đầu cái xương, bạn phải làm này nọ kia nó cực. Còn cá ngừ đại dương bạn mua trong siêu thị về bạn chỉ rửa thôi, rửa lớp muối ở phía ngoài, rửa thôi là ăn bình thường. Tuy nhiên nên cẩn thận ăn mua chỗ nào cho nó chắc cú một tí, tại vì cá ngừ là con cá đại dương, mà cá đại dương mà nó sâu sâu một tí nên nó hay nhiễm chì, nó hay nhiễm chì, mà chưa kể chì là chì trong tự nhiên còn có mấy cái hóa chất người ta ướp gì nữa mình không biết được. Nên bạn nói là đôi khi ăn thức ăn tự nhiên còn nguy hiểm hơn ăn thức ăn chế biến, là chỗ đó mình phải kỹ một tí, nhất là chỗ cá ngừ này. Cá ngừ thì nó cho mình 26 gram protein, 26 chỗ này nó bị lỗi một tí, tí gì sửa. Nó cho mình được 26 gram protein. Đó. Và đặc biệt là chất béo của nó là 1 gram thôi nhưng mà béo nó béo tốt, không lo. Mà 100 gram cá ngừ này tính hết cỡ luôn là tới 10 ngàn thôi, tính luôn tiền chế biến luôn á. Tiền ga, tiền nước, tiền này điện này nó tới 10 ngàn thôi. Tại 1 kg cá ngừ chưa tới 100 ngàn. Rồi qua bữa chính thứ hai là lúc 12 giờ trưa. Lúc 12 giờ trưa thì cũng ăn cơm tiếp thôi, ăn cơm với ăn ức gà hấp. Bây giờ nó có một món là ức gà. Tại sao ăn ức gà? Tại ức gà là cái bộ phận ngon nhất của con gà, mà thịt gà là một cái thịt tốt nhất của thịt gia cầm. Đó, thịt gà đương nhiên nó phải xét về dinh dưỡng về này nó ngon thịt vịt một chút. Và chắc chắn thịt gà nó xếp phải xếp trên cái thịt bò luôn, xếp trên thịt bò, xếp trên thịt heo. Nó tại sao mình ăn không không ăn thịt bò mà ăn thịt gà? Thịt gà thứ nhất nó rẻ và thứ hai nó tốt. Đó, tốt là tốt chỗ nào? 100 gram ức gà nha, ức gà nha, chứ không ăn cái bộ phận khác, đùi hay là cái cánh gì đó bỏ. Có một điều nghịch lý á, là khi bạn đi vô siêu thị hay bạn đi vô KFC, bạn đi đó 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 bạn ăn thì cái cánh gà nó sẽ là cái mắc nhất. Người ta quan niệm là cái cánh gà nó sẽ là cái mắc nhất.
mà người ta bỏ cái ức gà thì nó không mắc bằng cánh gà nhưng mà giá trị rất là tốt. Thì mình là tập thể hình thì mình biết được chuyện này thì mình đi hốt cái ức đi đó. Cánh ai ăn ăn kệ, cánh toàn da với mỡ không chứ có gì đâu mà ham. Nó thì ức gà nó cho 100 g gà cho tới 31 gram protein, hàm lượng protein rất là cao và rất là an toàn và giá nó cũng chắc chắn, rất rẻ. Gà công nghiệp đó thì trong siêu thị Bixi nó bán lọc nguyên cái ức luôn, nhìn rất là dày cơm, rất là ngon. Mà Duy nhớ hình như là không không lầm á là 70 mấy ngàn một ký thôi, 70 mấy ngàn một ký thôi, nhưng mà mình vẫn làm tròn 10 ngàn đi để cho sau này nó có lên tí thì mình cũng không không bị động. Đó là những bữa ăn của mình hoàn toàn rất là dinh dưỡng chứ không phải là ăn đậu hũ hay ăn cá khô gì, nhưng một số thực đơn Duy đã đọc đó trên mạng Việt Nam mình cũng mới chế những thực đơn mà thấy thì ăn đậu hũ rồi ăn cá khô rồi ăn cái gì mấy cái món gì Duy nghĩ là tại sao phải ăn như vậy cho nó khổ, trong khi hàm lượng muối mỡ nó nhiều hay chứ cũng không biết được vấn đề đó. Thì thôi, bữa phụ thứ hai là cái bữa này là lúc trước tập nè, tại mình thiết kế lịch tập là cái anh này dậy lúc 6 giờ thì cho anh tập lúc 3 giờ là hợp lý nếu mà điều kiện tập nó về với lý tưởng, còn nếu mà không tập được như vậy thì các bạn cứ sắp xếp đảo cái thứ tự sao cũng được hết, tùy vào nhịp sinh học thời gian của mỗi người, điều đó không quan trọng. Thì bữa phụ thứ hai thì vẫn 200 g chuối già thôi, tại sao phải nạp chuối cho thời điểm này để cung cấp cái hàm lượng carbohydrate cho phục vụ tập luyện đó. Đơn giản vậy thôi. Và lúc này mình cũng vẫn xài được thực phẩm bổ sung chứ đâu không em xài đâu, mình cũng xài được 3 viên amino 6.000 đó, 3 viên amino 6.000 đó, vẫn phải xài được cái này, không phải là 100.000 là mình không xài được, rất là thoải mái đó. Rồi vậy thì xài cái này trước tập để cho nó tạo cái năng lượng tập, nó phục hồi, nó hấp thu dinh dưỡng, làm đủ vai trò của amino luôn, rất tốt, xài này rất tốt trước khi tập. Và trong lúc tập thì đương nhiên với thực đơn này thì chắc chắn không thể nào uống Sion được rồi, cũng không thể nào uống Recoup, cũng không thể nào uống BCA được rồi, thì cái chuyện đó thôi gác qua một bên. Mình tập mình liệu cơm gấp mắm mà mình đeo đuổi đam mê chứ mình đâu có phải bán thân bán mạng gì cho nó đâu. Rồi tập lúc 3 giờ thì này nhớ là phải uống nước, mặc dù không uống hai kia nhưng phải uống nước nha bạn, bắt buộc phải uống nước. Uống nước thì từ 1,5 lít tới 2 lít, Duy khuyến nghị là như vậy, từ 1,5 lít tới 2 lít, đừng có tiết kiệm quá. Đi tới phòng tập thể hình mà cầm chai nước có 500 ml xong rồi đi về, đó còn tập như là sai nguyên tắc cơ bản về dinh dưỡng đó, tập không thể nào uống ít nước như vậy được. Còn những huấn luyện viên nào mà nói tập tạ mà uống nhiều nước là máu nó lỏng này nọ ABC nữa là tầm bậy nữa, cái chuyện đó Duy rất là không đồng tình. Mà nước thì nó rẻ lắm, bây giờ uống 2 lít nước có 1.000 đồng mà. Vì tại sao có con số 1.000 đồng này? Tại vì tính cái giá nước rẻ nhất ở Việt Nam bây giờ mà nước đóng chai, đóng bình đó, 10.000 bình 20 lít. Thì lấy 10.000 bình 20 lít chia cho 2 lít thì nó ra 11.000 đồng. 1.000 đồng cho 2 lít. Đó, thì cái đó nó mình tính vấn đề rất rất kinh tế rồi. Rồi 4 giờ tập xong thì lúc này phải ưu tiên một tí, ta thời điểm tập xong là thời gian vàng để phục hồi cơ. Cho dù thực đơn nào đi chăng nữa mình cũng phải trang trí cái bữa này nó hoành tráng một tí. Đó là tập xong là cũng 3 viên amino nhai vô để cho nó phục hồi và nó thu lượng protein từ mấy thức ăn khác. Và 4 giờ 15, đây còn có đây có một loại sự nhầm lẫn nữa này, sửa lại sao. 4 giờ 15 tức là tập xong là ăn thêm 300 g chuối già, tức là ăn chuối để cung cấp tinh bột cho phục hồi, và lúc đó là 200 g trứng tiếp tục và 200 ml sữa tươi không đường. Thì những món cũ thôi, những món cũ thì Di không nói gì sâu hơn, chỉ như thế mà ăn thôi. Và cái bữa chính thứ ba là bữa chính thứ ba trong ngày á, là cái bữa vào lúc 7 giờ tối. Và cái bữa này á, thì mình cũng ăn tương đối là 300 g cơm trắng, 300 g, cứ 300 g thì Duy không biết nó bao nhiêu chén, tại vì nó chén có khi chén lớn chén nhỏ, mà chắc cao lắm thì chắc cũng cần chừng 3 chén trở lại thôi, không nhiều hơn đâu, thì bạn cứ cân cho chính xác nha. Và 100 g mứt gà hấp đó, và 200 ml sữa không đường. Rồi bữa phụ thứ ba là bữa trước khi đi ngủ ăn tiếp 200 g lòng trắng trứng đó. Thì với cái thực đơn này nó hoàn toàn nó cho mình nè, cái hàm lượng protein là được 201 g, hàm lượng tinh bột là 365 đó, chất xơ là 15 và chất béo là 27, calo là 2507 và cái giá tiền là 99.000 đồng, 99.000 đồng vẫn đáp ứng được nhu cầu tăng cơ, mặc dù cái hàm lượng protein không cao thôi, hàm lượng protein không cao bằng những thực đơn khác, nhưng mà nó liệu cơm gấp mắm ở cái mức độ này nó vẫn phát triển cơ được, nó vẫn phát triển cơ được, không có vấn đề gì cả. Mà suy đi xét lại thì thực đơn này là một, nó cũng là đáp ứng rất đầy đủ về protein
nó khá tốt so với những thực đơn, nó thiếu cái chỉ số. Một cái thực đơn mà không có chỉ số là mình thực đơn, một thực đơn không 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 chắc ăn được, tại vì mình mới biết được chỉ số mình mới tính toán được. Còn thực đơn mà cứ sáng ăn vài chiều ăn kia mà không nói rõ là bao nhiêu và cách chế biến thế nào thì nó sẽ không hợp lý. Thì quanh đi quẩn lại, để có 100 ngàn, để có một thực đơn tốt thì mình ăn những món nào? Lòng trắng trứng là không thể bỏ nè, lòng trắng trứng, sữa tươi không đường, mua siêu thị đàng hoàng luôn, 25 ngàn một lít. Ức gà, đó, sữa tươi không đường, ức gà với cá ngừ, đó là những cái món cung cấp protein. Còn tinh bột á, thì chỉ cần chuối, chuối với cơm, hai món xào qua xào lại là đủ rồi. Chuối cơm rất rẻ. Đó. Thì giá tiền nào thì cũng có thể làm một cái thực đơn được. Nhưng mà một thực đơn để cho phát triển cơ được, để phục vụ cho mình được và hiệu quả được thì thiết nghĩ đây là thực đơn tối thiểu. Đây là thực đơn tối thiểu, 100 ngàn là tối thiểu, không thế nào tối thiểu hơn nữa. Và những ngày hôm sau Duy sẽ chia sẻ tiếp thực đơn 200 ngàn, 300 ngàn tới 400 ngàn. Và là thực đơn tăng cân, sau đó nó còn những thực đơn giảm mỡ nữa. Nó tăng cân phải giảm mỡ, tại vì thể hình của mình là nó đi theo hai hai cái trường phái, một người ta cần tăng cân, người ta cần giảm mỡ. Thì nếu mình ưu tiên tăng cân quá thì những người giảm mỡ người ta sẽ cảm thấy mình không được chú trọng. Đó. Nói tóm lại thì chị sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất và chia sẻ những cái thực đơn mà cho nó mang tính thực tiễn cao để cho anh em có thể tham khảo. Tất nhiên thực đơn là chỉ tham khảo thôi, một số bạn có thể thiết kế một cái thực đơn tốt hơn của Duy rất là nhiều lần, nhưng mà đây thì cũng là sẽ là tiền đề tham khảo cho những ai quan tâm tới một thực đơn giá rẻ mà đáp ứng được nhu cầu phát triển cơ. Thì đến đây thì cái video cũng sẽ xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề sau.